sao ABC diễn đàn. Phần ống kính của quý vị và các bạn là Huy Thọ Xuân. Ở phía xa là Lương tuyển trẻ Việt Nam. Ở trận đấu thứ nhất thì Lương chấp Huy 2-0. Quá hay. Và né người công bóng của Lương sức mạnh 2-1. Khó rồi. Đấy, hai quả giật ở hai góc. Hai cái tăng ơi. Hai đều. Ui trời ơi. Ba giật bóng vừa rồi. Hai năm chưa là mặt sâu. Rất khó chịu. Ba đều. Chân nào. Pha líp công nhiều xoáy, tuy nhiên thì vận động viên Lương đã đỡ mình ngay trên bảng 3-4. Quá hả? Đó rồi, rất hay. Quan trọng nhất là bộ chân của vận động viên Lương rất nhanh. Với bộ chân linh hoạt thì chắc chắn là xử lý được. Không được rồi. Và pha bóng rất nặng. Hay quá. Vừa rồi có pha cột bóng thuật tay, tuy nhiên thì bóng ra ngoài bàn. 4-6. Hay quá Nam ơi, hay quá. Hay quá Huy ơi, hay quá. Quan điểm trực tiếp. Vừa rồi Lương có quả giật sát thủ, tuy nhiên thì bóng cắm lưới. Giống như sơn của vận động viên Hòa Châu giật ở măng cá rất khó chịu, điểm rơi rất khó chặn. 9-7. Ra ngoài rồi, pha xử lý không thành công. Hai con tay ơi, hai con hai. Giao bóng quá nặng, có lẽ là những cái pha xử lý lỗi của Huy. Ở set đấu thứ nhất là Lương dẫn 11-7. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút để chúng ta theo dõi set đấu thứ hai. Tuyển trẻ Việt Nam chứ. Set đấu thứ hai bắt đầu. Ở set đấu hai quá Huy ơi. Với tỷ số ngang đều 0-0. Và giật bóng vừa rồi Lương đã giật ra ngoài 0-1. Huy Thọ Xuân.
quá hay. Pha đấm bóng trái tay rất uy lực của Dương. Hay quá Tâm ơi, hay quá. Hay quá Dương ơi. 2-1 cho Huy Tạo Xuân. Quá hay. Pha giật. Phải nói đây là pha giật sát thủ, tuy nhiên thì nó pha chút là điếp công nhiều. Hai đều. Tiếp tục quả thứ hai. Ăn rồi. Pha tình huống giật. Bóng rất cắm. Có lẽ là vận động viên trẻ của Lương đang sử dụng mặt tàu. Theo mình quan sát thì nó rất là bóng. Không được rồi. Pha đá bóng rút lưới rồi. Ba đều. Không thành công rồi. 3-4. Không được. Hay quá. Quá nhiều lực. Cô ơi, Tâm ơi, không vào. Pha đặt bóng không thành công của Huy Thọ Xuân. Vừa rồi Huy đã bắt bài được quả giao bóng của Lương và xoay người giật luôn. Điểm cho Huy Thọ Xuân 5 đều. Hai quá Huy ơi. Rất khéo quá. Pha chặt trái tay tụt lực làm cho mất nhịp của Huy Thọ Xuân, không thể ngờ tới quả vừa rồi. Thank you.
Hay quá Tâm ơi, hay quá. Quá hay. Với tỷ số set đấu thứ hai là 11-9 nghiêng về lương tuổi trẻ của Việt Nam. Rất tuyệt vời. Đánh câu kiểu đấy là đúng rồi. Chứ còn nếu mà đánh ảo là hai quá đông ơi. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi set đấu thứ ba. Ở set đấu này Lương chấp Huy 2-0. Điểm đầu tiên cho Huy 3-0 ở set đấu thứ ba này. Ra ngoài mất rồi. Pha tạt bóng rất mạnh nhưng điểm bóng ra ngoài mất rồi. Pha đờ mì ngay đối với cú giật của rất tốt, tình huống rất nhiều xoáy. Huy vừa rồi trận chắc công nghệ đã bị tụt lưới 4-2. Không được. Chết. Rất khó. Hầu như bóng lên nhiều xoáy là rất khó để chống đỡ. Xử lý bóng ra ngoài rất đáng tiếc. 5 đều. Quá hay. Và giật bóng quá hay của Huy Thọ Xuân. Xuân đã chơi với thằng Trung chưa trận nào? Chắc không. Chắc không. Đánh khác, đánh khác. Rồi, mất bóng lỗi ra ngoài, rất đáng tiếc cho Huy Thọ Xuân. 6 đều. Sáu đều. Lương ra bóng khó rồi, rất khó để chống đỡ với những pha giật rất mạnh. Trận đấu này mà Huy không chiến thắng thì chắc chắn là chung cuộc Lương sẽ giành chiến thắng. Không được, không chống nổi. 69 rồi. Hai. Hai, lên đi. 97. Hay quá, hay quá. Rất tốt. Hay quá. Tưởng như là ăn rồi. Tuy nhiên thì pha vừa rồi Huy có pha chống đỡ rất tốt.
quen rồi quả trái bạn không hoàn thiện. Đúng rồi, chưa hoàn thiện quả trái. Bị mấy quả như vậy nhỉ? Ôi trời, rất đáng tiếc. Điệp quá. Ôn. Vừa rồi pha giật phải tay, tuy nhiên thì ra ngoài bàn mất rồi. Rất đáng tiếc, 9-10. Không được. Và chung cuộc dành cho vận động viên Lương, tuyển trẻ Việt Nam với tỷ số là 11-9. Và chung cuộc thắng 3-0. Chúc mừng vận động viên Lương đã đạt huy chương vàng của giải bóng bàn vượt quá mở rộng lần thứ nhất năm 2023.